Nhà hôm nay có loa mới, anh em ta test loa xem thế nào. Đây là tiếng nói Việt Nam. Hello, xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel YouTube của Linh Kiện RC. Ngày hôm nay thì tôi có một món đồ chơi mới muốn giới thiệu với anh em và giới thiệu với Chuyên Béo đây. Xin chào anh Chuyên, lâu lắm rồi không gặp anh nhỉ. Xin chào anh em và xin chào Vũ nhá. Và ngày hôm nay tôi với một tư cách khách mời thì tôi đúng làm đúng nhiệm vụ của khách mời thôi. Tôi ngồi xem anh em giới thiệu với tôi cái gì. Hôm nay tôi muốn giới thiệu với anh em với một món đồ chơi mới. Tại vì dạo này tôi muốn mời Chuyết Béo đến đây trải nghiệm, tại vì là tâm hồn của Chuyết Béo dạo này chưa được đẹp cho lắm, cho nên là muốn Chuyết Béo chơi món đồ chơi này để tâm hồn đẹp hơn. Đây chính là chiếc Hartmann Cardon Onyx Studio 5. Đây là một chiếc dòng loa di động của hãng Hartmann Cardon. Hartmann Cardon thì là một cái thương hiệu đến từ Mỹ rồi, một cái tượng đài âm thanh từ Mỹ. Trước đây thì có những cái dòng loa rất là to hầm hố để dàn âm thanh trong nhà high end rất là đắt tiền. Thì bây giờ trong những cái năm khoảng 3-4 năm trở lại đây thì cái nhu cầu di chuyển nghe nhạc của anh em giới trẻ nhiều hơn, thích nghe những bài nhạc sôi động hơn, cho nên là đã có những cái dòng loa di động như thế này. Hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm và đánh giá nó, đúng không? Cái hãng Hartmann Cardon này thì tôi cũng có nghe qua, thì rất là nhiều những cái thương hiệu âm thanh của những cái hãng khác ấy, thì họ cũng áp dụng cái công nghệ Hartmann Cardon này để mang đến cái chất âm nó tốt hơn. Thì anh em có thể thấy nhiều cái dòng loa của hãng khác, nhưng mà đâu đó trên cái hộp, nếu mà đỉnh thì nó vẫn sẽ ghi một chiếc Hartmann Cardon nhỏ nhỏ trên hộp luôn. Thì là công nghệ nó kỉnh lắm loa này. Trên thị trường về dòng loa di động thì có rất nhiều dòng, về loa Trung Quốc, loa tàu, loa nhẹ nhàng, cục loa nhỏ như này thì mấy trăm nghìn thôi. Nhưng mà khi anh em trải nghiệm lên những cái dòng loa chính hãng như thế này thì thấy một cái sự khác biệt hoàn toàn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng mở hộp nó và đánh giá nó. Đầu tiên là sẽ đánh giá vẻ bên ngoài trước, anh rất nhập. Tôi sẽ chuyển sang mở hộp nhé. Nhãn nhưng mà giá lại có khi lại còn ấy nhỉ, giá hơn cả những cái loa tàu. Giá ngon mà. Giá con này có hơn 3 triệu thôi. Thế bọn loa tàu sao ăn thì rẻ mà chất thì nói chung khó kiếm lắm anh em. Trong hộp của nó có một cái hộp như thế này, để đấy là một cái hộp phụ kiện. Đấy, đây là một cái hộp phụ kiện sẽ bao gồm rất nhiều dây nhá. Tôi sẽ để ở đây, dây nhựa, dây nguồn thôi. Chính giữa đây, đồ mà xịn thì cái hộp nó làm nó đã xịn rồi. Bóc ra nó cảm giác nó xịn ngay từ lúc bóc anh em ạ. Chính giữa đây chính là chiếc Hartmann Cardon được đựng trong một cái túi một cái túi ni lông màu xốp như thế này để chống va chạm cho này. Được rồi, đúng không? Trong một cái hộp giờ kia nó cũng cứng rồi, thì cái hộp xốp này thì ngay khi mà di chuyển mà anh tôi thấy cái này nó dày lắm, nói chung là làm đỉnh nhỉ, bỏ xỉ nó khác. Tôi sẽ cất cất đi này. Vâng, chính giữa đây anh em cũng đã thấy, như anh Thuyết đã thấy đây thì chính là chiếc Hartmann Cardon Onyx Studio 5. Với cái thiết kế dạng tròn và đặt như này thì sẽ rất phù hợp đặt trong những cái căn phòng, những ngôi nhà, và cũng là một cái vật trang trí trong cái căn phòng nữa. Nó có túi cộng quay em này. Và nếu như anh em nào mà nhìn cái kiểu thiết kế này nó thấy nó độc đáo thì cũng không có gì lạ đâu. Tại vì cái dòng loa này nó đã từng đạt được một cái giải thưởng chuyên về thiết kế cho những cái dòng loa trên thế giới. Cái giải thưởng năm 2019 cực kỳ danh giá luôn. Đấy, anh em thể nhìn thấy cái tên giải thưởng tôi đang để ngay đây. Trên này thì nó có một cái này là bằng lớp nhựa thôi, nhưng mà nó được phủ bằng cái màu xám, là nhìn rất là màu giống kiểu kim loại, nhìn nó rất là cũng có vẻ toát được cái vẻ sang trọng. Bây giờ cái mặt e căng của nó thì nó cái mặt này để nó có vẻ như nó cũng có cái phần cộng hưởng âm thanh nó sẽ được tốt hơn đấy. Bằng vải này thì nó cũng không kiểu như là bị dính cái vân tay với lại bám bụi bẩn giống như những cái loa bằng nhựa loại mà nó cũng vớ vẩn ấy. Thì sờ nó vẫn sẽ có cảm giác nó chắc và xịn hơn. Nói chung là cái kiểu dáng hình tròn như này thì cảm giác đặt trong phòng sẽ rất là sang. Con Hartmann Cardon này thì nó có thể mang đi du lịch và cầm theo được, và cái thời lượng pin của nó có thể lên đến theo nhà sản xuất là 8 tiếng. Thực tế tôi trải nghiệm được khoảng 4 tiếng thôi, anh em có thể mang ra ngoài trời chơi nhạc được, nhưng với cái kiểu dáng như thế này và với cái dòng thiết kế của Hartmann Cardon thì nó sẽ phù hợp đặt trong ngôi nhà và làm cho cảm giác cũng sang trọng hơn, đúng không?
Bây giờ chúng ta sẽ nói qua về cái thông số kỹ thuật của con Hartmann Cardon này. Thì với anh Thuyết cũng là người sành nghe nhạc rồi, đúng không? Em sẽ giới thiệu qua với anh về cấu tạo của nó. Thì bên trong con Hartmann Cardon này nó sẽ bao gồm một cái loa woofer với đường kính là 120mm và một loa tweeter. Cái loa woofer này để phụ trách những cái âm bass, âm trầm. Đấy, để nghe, anh em sẽ nghe những cái âm trầm nó sẽ rất là chắc, đập chắc, khỏe. Và cái loa tweeter để phụ trách cái phần trung âm, nghe những bài nhạc nhẹ, bài nhạc trẻ. Thì nó cũng sẽ có một phần nào đấy, nó sẽ rất là thanh thoát, cái tiếng âm thanh của nó sẽ rất là thoát. Sẽ rất thoát. Anh Thuyết thích nghe dòng của nhạc nào? Anh thì nghe dòng nhạc nhẹ nhàng, đơn giản. Thì cái dòng Hartmann Cardon này nghe đồn là nghe cái dòng nhạc nó rất là đa dụng. Đúng không? Bất kỳ, tôi thích nghe loại nhạc nào tôi cũng sẽ sử dụng với con này, nó sẽ vẫn là tốt thôi. Đây là một cái dòng mà nó mang tính chất là nó sẽ phù hợp với rất nhiều loại tai nghe dòng nhạc khác nhau của anh em. Từ đặc biệt là những cái dòng mà trung âm hoặc là những cái dòng nhạc mà nó sôi động một chút thì nó sẽ bass của nó đập sẽ rất là chắc, đúng không? Mặc dù là cái thông số mà của Vũ vừa nói thì nó là tức là cái thông số đấy trên rất nhiều những cái hãng khác nó đều ghi cái thông số nó sở hữu như thế. Tuy nhiên thông số là một chuyện, còn về việc mà nghe trải nghiệm thực tế thì tôi cũng đã từng nghe qua con này rồi. Thì phải nói là cái chất lượng âm thanh của nó ở giải trầm và giải trung nó cực kỳ là êm luôn. Cái tiếng bass nó ngoài chắc thì nó còn một cái nó êm nữa, thì sẽ nghe trong cái thời gian dài các bạn sẽ không có cảm giác bị đau đầu. Giống như nghe cái loa khác mà nó có cái âm bass nó kiểu như hơi đanh hoặc là hơi cứng thì nghe lâu sẽ bị đau đầu, nhưng dòng nghe lâu khá êm luôn, rất là thoải mái. Đợt có con này và trong cái mức giá con này thì có một con XM2 nữa. Thì hôm sau thì chúng ta sẽ làm clip so sánh và đánh giá hai con. Nhưng mà để mà gọi là đánh giá một cách cá nhân về tai thẩm âm của em ấy thì sẽ đánh giá là con này có một cái thoát âm hơn. XM thì bass nó sẽ khỏe hơn một chút, chắc hơn nhưng mà vẫn có vẻ hơi bí. Con này thì nó lại phù hợp với rất nhiều các dòng nhạc khác nhau và mỗi một cái dòng nhạc nó đáp ứng được một cái mức độ rất là khá. Thì cái XM đấy thì chúng ta sẽ nói về sau, tôi sẽ nói chung là khi mà so sánh thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm ở những cái dòng nhạc bật trên hai cái loa này. Thì lúc đấy sẽ các bạn sẽ có đưa ra cái lựa chọn hoặc là những cái mà ý kiến mình nó chính xác hơn, và anh em nào mà có những cái ý kiến nào thì nhớ là hãy comment ở bên dưới video anh em nhá. Trong channel YouTube thì chắc chắn là cũng có rất nhiều anh em chơi loa và thích nghe nhạc, thì anh em có đánh giá như nhận xét gì hãy comment ở bên dưới. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng test thử và trải nghiệm thử nó. Em sẽ test thử một bài nhạc sôi động một chút, bật bass cho nó khỏe. Và một bài nhạc theo kiểu là du dương nhẹ nhàng hoặc là chậm trung âm. Tất nhiên là khi mà test như này thì nó sẽ qua cái mic thu của cái máy ảnh thì nó sẽ không toát được hết cái chất của nó. Nhưng mà dù sao thì anh em nghe thì nó vẫn sẽ có những cái đánh giá được khá là trực quan. Thì anh em chúng tôi là cũng muốn đưa lại cho anh em đấy, một cái cảm nhận nó tốt hơn. Đấy, ngoài là chém gió mồm không. Đấy, bật anh em đi nhỉ. Có một cái lợi thế mà khi anh em mua cái dòng Hartmann Cardon này tại linh kiện RC, thứ nhất là bảo hành chính hãng 12 tháng và đổi mới trong vòng 15 ngày là thoải mái luôn. Anh em mua tại linh kiện RC thì cực kỳ uy tín rồi. Anh em nào có nhu cầu tôi đặt ra link bên dưới ở dưới phần mô tả, cái kích vào để xem thông số thêm nhá. Chính hãng thì thoải mái rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến phần nghe nhạc luôn, đúng không? Mấy dòng nhạc thì nghe nhạc mạnh nhé, bật đi. Ok. Bật lên nhỉ. Đẹp sáng lắm anh em ạ. Nhấp nháy. One hour later. Bài nhạc đầu tiên thì anh em chúng ta sẽ thử một cái dòng nhạc nó sôi động một chút để thử cái chất âm bass nó. Tôi vẫn rất kết cái chất âm bass của con D5 này, đỉnh, nghe nó chắc còn rất êm. Nhưng mà do là khi mà up lên clip YouTube cho nên là nó sẽ có thể bị bản quyền, cho nên em sẽ bật cái nhạc mà nó không bản quyền một chút để anh em cùng đánh giá thôi. Đúng rồi. Còn nếu mà nghe sâu quá thì anh em. Đây là đoạn nhạc quảng cáo, nó chưa vào chính thức đâu, đây là đoạn nhạc. Thank you.
Chỉ có cách anh lùi bước để em thấy đường đi phía trước. Vì anh cứ bên em lặn bão với dòng ngoài. Về thì tại sao không dừng lại? Khó vẫn ở cạnh nhau. Tình yêu tốt chẳng như vậy đâu. Vậy anh xin một lần làm trái ý mình. Xa em là anh quyết định. Chỉ tại mình cái số yêu nhầm chỗ. Ngoan cố rõ bao giây gò. Chẳng phải người sẽ ở cạnh nhau suốt đời. Lìa xa nhau là thuận theo ý trời. Chỉ nghĩ tới ngày ta cách rời. Lại thấy tâm can rối bời. Mà anh phải làm thôi để trái tim. Như anh em vừa nghe cái bài nhạc trẻ thì em có thể thấy là cái chi tiết âm thanh nó khá là cao, những cái tiếng nhạc cụ rồi đặc biệt đối với cái dòng âm thanh hát mancado thì tiếng của ca sĩ nghe nó rất là phê anh em ạ. Nó đỉnh cao, cái âm nào ra âm đấy rõ rệt, nó rõ tiếng luôn, rõ tiếng ca sĩ. Ok, bây giờ chắc là mình sẽ thử một cái bài nhạc hoạt điên cổ điển với nhiều loại nhạc cụ hơn để chúng ta xem là nó như nào đi. Với cái dòng nhạc mà nó lại kiểu cổ điển và nhạc nhiều nhạc cụ ấy, thì con này nó lại không phải thuộc thế mạnh của con này, tại vì là nó là thuộc về âm cao thì nó sẽ không thuộc thế mạnh, nhưng mà tôi sẽ bật thử để anh em xem nhá. Thử xem là như nào. Bây giờ có bài nào được trong cái đấy nhỉ? Đó, anh thôi, nhạc cổ điển hòa tấu. À rồi, ta sẽ nghe thử nhạc hòa tấu nhá. Guitar được không? Được, hòa tấu guitar với tiếng của kim khí. Rồi. Nhớ chọn cái loại mà đàn guitar mà dây kim loại, chọn dây ni lông thì nghe nó vẫn chất. Với dây ni lông mà dù sao nó cái tần số âm thanh nó vẫn ở đấy. Đúng đấy. Đấy, đúng đấy. Đúng không? Đúng nhạc không? Đúng rồi. Mang tính chất là nhạc cụ, nhạc không lời. Thì tất nhiên nó nếu mà so với các cái dòng nhạc những cái loa mà chuyên dụng về những cái dòng nhạc cao thì hát mancado nó không phải thế mạnh nhưng mà vẫn chấp nhận được đúng không? Vẫn nói ổn đúng không? Nghe nó vẫn rất là chất. Nói chung con này mạnh về cái chi tiết của âm thanh, cái giải tầm trung thì như các bạn đã thấy đấy. Thì cái tiếng guitar này nó độc tấu. Độc tấu này sẽ sử dụng tất cả những cái âm, cả âm bass ở phía dây trầm và cái dây cao ở trên thì bạn nghe đều rõ tiếng ấy. Và đặc biệt là nghe tiếng chít chít, các bạn biết tiếng nào đấy, tiếng vuốt trên cái dây đàn thì ngón tay nó kêu nghe vẫn rất là rõ ràng. Không hề là từ đấy thế nào hết, vẫn đỉnh. Ok, chứng tỏ Thiết Béo hôm nay là khách mời nhưng mà có một cái độ thẩm âm rất là cao đúng không? We Choy the Wood, hãy nhớ tôi đã từng đâu đó rất nhiều lần mời tôi nhận giải We Choy the Wood rồi nhưng tôi đều từ chối. Vâng, đây là bài review và đánh giá chiếc loa Hartmann Canon Onyx Studio 5, một cái tượng đài âm thanh đến từ nước Mỹ, một cái thương hiệu loa Mỹ. Với các cái dòng loa di động phù hợp với anh em trẻ thích nghe trong phòng cũng được mà thích xách đi để đi du lịch cũng được, rất đa dạng và đa dụng. Thì anh em có đánh giá hay nhận xét gì hãy để lại comment ở bên dưới để chúng tôi được biết nhé. Rồi, anh chào. Bây giờ thì
Xin chào và hãy nhớ đăng ký kênh Linh Kiệt RC bằng cách nhấn nút đăng ký và nhấn cái chuông để nhận clip mới nhất nhé. Rồi, xin chào.